hàng chục giáo dân kéo về tòa giám mục Vinh cầu cứu đức cha giáo phận. Kính thưa quý vị, lại một chuyện buồn và không ai muốn xảy ra tại giáo phận Vinh. Như chúng ta cũng biết trên các trang mạng truyền thông, vào hôm qua, ngày 13 tháng 7, đã có vụ đụng độ giữa chính quyền tỉnh Nghệ An, hàng ngàn cảnh sát cơ động, công an và hàng trăm người dân tại xóm Bình Thuận, xã Nghi Lộc, Nghệ An về vấn đề thu hồi con đường dân sinh cũ cắt ngang qua khu công nghiệp WHA. Điều đáng quan tâm là đa phần người dân trong vụ việc là bà con giáo xứ Bình Thuận và có sự hiện diện của linh mục quê hương Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục. Hiện ngài đang quản xứ khác nhưng đã lên tiếng bảo vệ các giáo dân. Theo thầy Hùng Trần, vào trưa nay ngày 14 tháng 7, hàng chục giáo dân đã kéo về tòa giám mục Vinh, nằm giật giờ trên nền gạch để mong gặp và cầu các đức cha giáo phận can thiệp. Thầy viết, giáo dân giáo xứ Bình Thuận đi bộ vào tòa giám mục Vinh với mong muốn đức cha sẽ đứng ra giải quyết cho giáo xứ. Liên quan, bởi vậy vì trước đây sự việc này đức cha đã can dự vào. Còn về cha Mikae Dũng, quản xứ Bình Thuận thì đến giờ phút này vẫn im tiếng, không một lời nói với dân. Chúng ta cùng cầu nguyện cho giáo xứ Bình Thuận và chính quyền sớm có các cuộc đối thoại hợp tình, hợp lý. Xin Chúa giữ gìn các con chiên của Chúa trong sự thật công bằng. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.